Chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay tiếp tục chỗ du lịch Đà Lạt quý vị. Đây là khu vực bờ hồ Xuân Hương quý vị. Buổi sáng không khí se lạnh. Hồ Xuân Hương. Nói chung là cũng may mắn là lên 2 ngày, buổi sáng không có mưa, mưa buổi trưa không cô chú. Buổi sáng thấy cô chú đây tập thể dục khá nhiều ha, thời tiết mát. Chung là lúc nào cũng khí, thích cái không khí và xe xe lạnh á cô chú anh chị, người nó sảng khoái ha. Hồ Xuân Hương Đà Lạt cô chú anh chị. Cái điều mà mình mới biết đây, thông tin cập nhật gần đây là lên đây thấy có người Hàn du lịch khá là nhiều. Họ thích cái, theo mình đón mình thôi, chắc thích cái không khí lạnh này hay sao, giống bên nước Hàn Quốc. Đi một đoạn thôi cô chú ơi, chứ hồ này rộng. Ừ.
điện đoạn hay mướn xe hay chạy. Chứ đi hết bờ này chắc đi cả buổi á. Một số hình ảnh hít không khí cũng sáng trong lành mát mẻ. Chứ đi hết một đoạn này là một buổi. Rồi ok, mình sẽ tìm xe để đi một chút chứ đi bộ lâu lắm.